Trước thêm đại hội đảng lần thứ 13, truyền hình nhân dân xin gửi tới quý vị khán giả một số ý kiến của các chức sắc tôn giáo Phật tử trên cả nước hướng về đại hội. Lĩnh vực tôn giáo thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn Đảng và Chính phủ đã quan tâm tạo điều kiện cho Tăng Ni hoạt động được thuận lợi bằng cách là cùng với lại Ban Tôn giáo Chính phủ nữa là đã mở được các cái trường trung cấp Phật học, rồi các cái trường cao đẳng Phật học, rồi là trường học viện để đào tạo ra các tăng ni. Và đặc biệt nữa là bây giờ thì trong Việt Nam học viện chúng tôi cũng đã đào tạo được cái sau đại học, tức là bằng tiến sĩ đại học Phật giáo của cả ba miền. Cùng với nhân dân cả nước thì giới công giáo Việt Nam chúng tôi cũng rất là mừng vui được biết là ngày 25 tháng 1 năm 2021 này thì sẽ khai mạc đại hội đảng lần thứ 13. Và chúng tôi cũng cầu mong cho đại hội lần này được thành công tốt đẹp và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quê hương Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Là Đảng, Nhà nước hướng dẫn giúp đỡ cho họ làm sao sống được với cộng đồng, với các dân tộc. Trước đại hội Đảng này họ rất là vui, rất mừng và ao ước sẽ có cái vấn đề gì mới mẻ hơn là giúp đỡ cho bà con phát triển và đúng đường hướng của đại hội. Thì chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng những cái gì đã làm, đang làm và sẽ làm thì sẽ được Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban ngành đoàn thể quan tâm tạo điều kiện. Lâu nay đã tốt rồi thì mong tốt hơn nữa. Lâu nay đã thịnh vượng rồi, bây giờ càng ngày càng thịnh vượng và văn minh hơn nữa. Với là người tu sĩ, cũng là người công dân Việt Nam thì chúng tôi mong rằng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước hãy chọn lựa những nhân sự có tâm, có tầm, có trách nhiệm để đưa đất nước phát triển cùng với năm châu. Một nhiệm kỳ qua thì rõ ràng là luật tín ngưỡng tôn giáo ra đời thì gắn với hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy tăng sự của Trung ương Giáo hội, thì tất cả các cái cơ sở tự viện Phật giáo nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng căn cứ vào cái luật tín ngưỡng tôn giáo để cũng như là pháp luật của nhà nước để thực hiện trong cái công tác tu học thuần túy nhằm mà phát huy truyền thống của các cái ngôi chùa, trong đó các ngôi chùa được phát triển rất là nhiều về việc tu học, gìn giữ phong tục tập quán, lễ nghi của đồng bào dân tộc thì cũng được chú trọng.